Tiếp nối thành công của mùa giải năm ngoái, chiều ngày 16 tháng 3 tại sân vận động trường đại học Tôn Đức Thắng, lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 Cúp Thaco đã diễn ra trong bầu không khí sôi động và hân hoan. Giải đấu lần này quy tụ 11 đội bóng xuất sắc nhất trên toàn quốc, chia làm 3 bảng đấu, tham gia tranh tài từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Sự tiến bộ rõ rệt về mặt chuyên môn cũng như quyết tâm cao độ của nhiều đội bóng đã được thể hiện ngay từ những vòng đấu loại. Bên cạnh đó, sự chỉnh chu vào công tác tổ chức chuyên nghiệp của báo thanh niên đã thu hút sự quan tâm và đồng hành đến từ các nhà tài trợ. Trước tiên là chúng tôi theo dõi hết cái lần thứ nhất, và sau khi theo dõi thì chúng tôi quyết định là tài trợ bắt đầu lần thứ hai và dài hạn. Là vì sao? Bởi vì đây là một cái giải được tổ chức rất là chuyên nghiệp, rất là chu đáo. Không những là chúng tôi tài trợ cho trong nước mà chúng tôi còn động viên cho báo thanh niên nên tổ chức giải ở khu vực Đông Nam Á trong tương lai, và chúng tôi sẽ có những kế hoạch tài trợ lâu dài. Tại vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2, ban tổ chức kỳ vọng các trận đấu sẽ diễn ra đẹp mắt, không bạo lực và hướng đến mục tiêu chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp, qua đó mang đến cho các khán giả những trận cầu hấp dẫn và kịch tính. Còn về phía các cầu thủ, giải đấu năm nay cũng mang đến cho các em sinh viên những cảm xúc khác nhau. Đây là lần đầu tiên em tham dự giải Cúp Thaco này, cảm xúc là rất là sôi động, nhiệt huyết và tinh thần rất là phấn chấn. Ngay sau buổi lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên giữa hai đội bóng thuộc bảng A là trường Đại học Tôn Đức Thắng và trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Tận dụng ưu thế sân nhà, các học trò huấn viên Nguyễn Đình Long đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Thế nhưng tiền đạo Văn Chiến đã tỏa sáng với một cú đúp để ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 và mang về màn lội ngược dòng thành công cho đại diện của miền Trung.